Xuất hiện vị pháp sư tự nhận chữa trị được Covid-19, xin công an cho ở với F0 để chứng minh, dư luận ngán ngẩm. Trước hành động kỳ quặc của vị pháp sư tự xưng, chiến sĩ công an chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn để cho anh ta nói hết câu chuyện. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến khá phức tạp với nhiều biến thể mới phát sinh khó đoán định, thì bên cạnh vaccine, hiện nhiều nước trên thế giới cũng đang nỗ lực chạy đua để phát triển các loại thuốc điều trị. Và khi virus tấn công mọi ngõ ngách, ảnh hưởng tới mọi mặt cuộc sống của người dân, thì những thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng liên quan đến dịch bệnh và phương pháp điều trị tràn lan trên các mạng xã hội chắc chắn sẽ gây khó khăn thêm cho công tác phòng chống dịch. Điển hình như vị pháp sư tự nhận trong đoạn clip dưới. Giữa trưa nắng, người đàn ông búi tóc đầu cuốn khăn, lấy khăn tắm làm áo, vải quấn thành váy, ăn mặc vô cùng kỳ lạ xuất hiện tại chốt kiểm dịch. Người đàn ông này đứng truyền đạt cho lực lượng chức năng về việc mình có thể nhìn thấy được Covid-19 và có cách trị được nó. Anh cũng tự nhận mình là pháp sư đã từng dương tính và chiến thắng với virus SARS-CoV-2. Chia sẻ, mấy con Covid-19 bé tí làm cho nhân loại lú lại hết. Tôi đây, Đỗ Xuân Đề, đã nhìn thấy nó và chiến thắng nó thực sự. Tôi muốn tìm nhà chức trách để nói rõ vấn đề này. Nếu chưa tin, cứ test tôi xem có bị Covid hay không. Cho tôi vào sống chung với F0, hoàn toàn tôi không bị bất cứ vấn đề gì, không bị lây nhiễm. Trước hành động và lời nói có phần khó hiểu của vị pháp sư tự xưng, chiến sĩ công an chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kiên nhẫn để cho anh ta nói hết câu chuyện của mình. Cuối đoạn clip, chiến sĩ công an có lẽ đã quá bất lực với đoạn hội thoại xoắn não này, nên đã nhẹ nhàng khuyên người đàn ông về nhà, không nên ra ngoài vào thời điểm giãn cách. Tuy chưa rõ sự việc xảy ra ở đâu, song hành động của người đàn ông này khiến cho dư luận không khỏi bức xúc và ngán ngẩm.